Nhóm thôn nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay con rất là vui mừng luôn khi được thay mặt cho Mạnh Thường Quân, đó là cô Huệ, Tiffany và Melinda đến thăm và trao tặng những phần quà đặc biệt đến cho những hộ gia đình hiện tại đang gặp khó khăn có mặt ở ấp Cần Thới, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành của tỉnh An Giang nha. Hộ gia đình đầu tiên mà ngày hôm nay con ghé thăm là hoàn cảnh gia đình của bà Ba Sinh. Để hiểu rõ thêm về hoàn cảnh gia đình của bà thì xin mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cùng con vào trong nha. Dạ, thưa bà Ba, con mới tới. Bà Ba là ở đây có một mình thôi hả? Có một mình thôi nè. Dạ, rồi cái nhà của bà Ba là chỉ có chút xíu vậy thôi hả bà Ba? Có nhiều xíu rồi. Dạ, vậy mình ngồi xích vô trong đi cho nó rộng rãi bà Ba ha. Nó hơi tối một chút xíu. Dạ. Vậy mình ngồi ở đây đi bà ha. Cái phần đất mà mình cất nhà này có phải là đất của nhà bà Ba không? Cháu của bố con, cháu ngoại tôi đó. Của cháu hả bà? Nhà mình không có ở chung nhà, mình ra đây mình cất một cái chòi nhỏ cho mình sinh sống mình lên thôi. Nhà theo như con thấy thì là cái chòi của mình nó là cất trên sông luôn, rồi mình ở vậy thì có nguy hiểm không bà? Thì không có gì xấu kể, cất như cất. Nhà cũng như mình ở nhờ ở đậu vậy thôi. Nhà hồi đó tới giờ là quê của bà Ba ở đâu? Ở ngoài Bình Hòa. Ở Bình Hòa, rồi sao mà mình vô đây vậy bà? Rồi ông già tôi chết. Dạ. Rồi tôi mới cô bác mới đem tôi về trong Cần Đăng. Dạ. Rồi là năm 61, rồi năm 62 tôi về trong Cần Đăng, mấy chú tôi đem về đó. Dạ. Vậy là mình ở đây là bao lâu rồi bà có nhớ không? Bà Ba về đây bao lâu rồi? Mới về đây thì hồi năm hồi tháng 9, 18 tháng 5 đó. Dạ. Tới 19 mới về nhà vậy ông này. Dạ, vậy là cũng mới đây thôi. Dạ, trước đó thì nhà cũng ở ngoài Cần Đăng. Dạ. Dạ, bà Ba hồi đó giờ là có con cái gì không? Có hai đứa con. Dạ. Vợ con gái thì có chồng nó đi xuống với Kiên Giang nó ở rồi. Dạ. Rồi thằng con trai ở ngoài thì vợ nó chết rồi. Cũng dạ. Ở một mình anh nó vậy. Dạ. Rồi có ai hay về thăm bà không bà? Không. Không ai về thăm hết. Rồi bình thường Tết nhất rồi có về không? Không. Không về luôn. Vậy là bà chỉ ở đây có mình nên vậy thôi. Vậy thôi hả? Dạ, năm nay bà Ba bao nhiêu tuổi rồi? 84 tuổi rồi. 84 tuổi rồi. Rồi ở có mình nên vậy rồi tiền đâu mà bà Ba sinh hoạt? Nhà, nhà nước cấp tiền cho tôi đó mỗi tháng có 270. Là tiền lương hưu? À. Dạ. Đó, vậy thôi. Rồi bây giờ lớn tuổi rồi bà Ba có làm thêm gì không? Không có làm gì nữa nổi nữa. Dạ. Gầu buồn biết rồi. Màn công chuyện 10 giờ ấy củi với đồ đó, phơ đó. Rồi lên lấy dặn, nằm đập, ngủ. Dạ. Lúc mà còn trẻ đó thì bà Ba có làm nghề gì không bà Ba? Đi mặn mướn không? Đi mừng thuê thôi. Rồi bây giờ thì lớn tuổi rồi, không có làm nổi nữa. Dạ. Rồi ở đây có mình hơn, rồi nửa đêm nữa hôm mà bệnh hoạn thì bà Ba dạ. Có kêu ai được không? Cũng không có kêu, dám kêu ai hết. Bỡ mà đêm tôi ít có ngủ lắm. Dạ. Tôi sợ trong mình tôi không có cái gì rồi tôi gắng thức. Dạ. Trong tới sáng đằng mà về trong này đâu có xe không đa đầu hóa là xe gì chạy đâu. Là đi bộ. Dạ. Vậy rồi sức khỏe của bà Ba hiện tại là nó có tốt không? Thì nó cũng... cũng như cũng hảo mệt hoài. Dạ, hồi đó giờ bà Ba có đi khám bệnh ở đâu không bà Ba? Đi khám ở dưới cánh đồng hoa ấy. Dạ, rồi bác sĩ có nói là bà Ba bị những căn bệnh gì không? Nói đủ sức chuyện hết rồi, giờ tôi không nhớ lắm. Không nhớ nổi luôn. Rồi hiện tại là bà có đi lấy thuốc uống hàng tháng không bà? Có đi giờ bị cái dịch này tôi không có đi đâu hết trơn. Dạ. Tối ngày ở nhà vậy đó. Có mình có đi mua thuốc ở ngoài không? Đi mua thuốc ở ngoài. Một tháng thì mua nhiều tiền không bà hả? Mua cỡ 60-70 ngàn. 60-70 ngàn. Dạ. Là ngày nào cũng uống hết hay là khi mệt mới uống? Khi là khỏe thì thôi, còn không hơi mệt là uống. Dạ. Vậy là đi mua thuốc ở ngoài thôi. Còn một bọc thuốc to vậy luôn. Bình thường khi mà đi ra ngoài mua thuốc thì bà Ba nói người ta bán thuốc gì cho bà Ba? Thì đem cái nhãn thuốc theo. Đem cái nhãn dạ. Thuốc theo. Dạ. Đó. À, chủ yếu thì ở đây con thấy là có giảm đau nè,
rồi thuốc ho nè, bây giờ tôi thuốc có máng, bệnh này rồi này là chống chống bị đầy hơi. Ba ba có bị bao tử không? Thì đó bao tử hành tôi gì đó, dạ. Đó đổ mà tôi phải ốm gì nè. Vậy bà ba bình thường ăn cơm một ngày được mấy chén? Thì được 4 chén. Bốn chén luôn. Dạ. Khi nó không cho tôi ăn thì ăn được chừng 3 chén nó mắc nghẹn rồi. Nghỉ. Dạ. 80 mấy tuổi mà ăn được 4 chén cơm là cũng khỏe lắm nha. Nhưng mà con thấy người bà ba cũng ốm quá nè. Chắc là tại do bà ba không ngủ được á. Không ngủ được. Dạ. Thì con nghĩ là mình ở gần đây thì hàng xóm láng giềng người ta cũng sẽ thương mình, cho nên là bà ba cứ bình thường đi, bà ba cứ ngủ đi để mà cho sức khỏe mình nó tốt hơn nha. Vậy con thấy bà ba không ngủ, biết bà ba ốm quá chừng ốm luôn. Dạ. Hôm nay thì con đến đây thăm bà ba cũng có một cái phần quà con muốn gửi tặng đến cho bà nha. Dạ. Đây là cái số tiền 1 triệu đồng của Mạnh Thường Quân, đó là cô Huệ, Tiffany và Melinda. Thì con xin phép gửi tặng đến cho bà nha. Dạ, dạ. Cảm ơn. Bà ba giữ số tiền này để mà mua một ít đồ ăn ngon ngon này rồi tẩm bổ cho bản thân nha. Dạ, chúc bà ba nhiều sức khỏe nha. Hoàn cảnh gia đình tiếp theo mà ngày hôm nay con thay mặt cho Mạnh Thường Quân là cô Huệ, Tiffany và Melinda ghé thăm là hoàn cảnh gia đình của cô Tám. Hiện tại thì cô sống cùng với một người con của cô, nhưng mà cô cũng đang mang trong người rất là nhiều căn bệnh luôn, đang gặp rất là nhiều khó khăn. Để hiểu rõ thêm về hoàn cảnh thì xin mời các cô chú, anh chị và các bạn cùng con vào trong nhà. Dạ, thưa cô Tám, cô mới tới. Dạ, mình lên nhà đi cô Tám ha. Từ từ thôi cô ơi. Cô Tám ở nhà mình có điện không cô Tám? Không con. Thì là nhà cô mình bình. Cô có thể cho con xin cái ánh đèn này luôn được không? Được. Nhờ. Căn nhà của cô thì các cô chú anh chị cũng có thể nhìn thấy là nó rất là chống trước dột sau luôn. Thì mình ngồi đây đi hả cô? Nhà của mình là hồi đó giờ ở đây không có điện luôn á hả cô? Không có, cái này nhà cô ở đâu cơ? Ở đâu hả? Ở đâu? Nhà cô ở đây bao lâu rồi? Cô ở đây gần 5 năm rồi. Gần 5 năm rồi. Rồi cái phần đất này là của ai? Của con của bà, cha má của bà, cái chú bên đây nè. Dạ. Yeah. Rồi giờ cũng như là đất người ta bán rồi. Yeah. Nhưng mà cái người mua người ta cho cô ở. Chừng nào người ta có cất nhà thì người ta cho cô hay. Dạ. Yeah. Cho hay trước đặng cô đi. Vậy là người ta cũng cho mình ở nhưng mà cũng có nói trước là sẽ cần mục đích sử dụng là mình sẽ phải chuyển đi. Dạ. Yeah. Người ta cho hay trước 5-6 tháng. Nếu như mà người ta mà góc nhà như vậy đó thì gia đình của cô có chỗ khác để mà di chuyển chưa? Chưa con, làm gì có tiền mua. Cô tính nữa hỏi chủ đất cắt ở dưới mé sông đó được không? Cắt ở dưới chừng 3m, 5m à, đủ dạ. Ở thôi. Vậy là cũng không có chỗ nào khác để mà đi luôn, cho nên là cũng phải bấm tại bụng xong ở dưới mé sông. Con nó có, nhưng mà con cái nó mà ăn lỗ lã, nó thiếu nợ rồi nó bán rồi. Dạ. Thành ra cô không có chỗ. Dạ, theo như con được biết đó, thì cô Tám ở đây với một con gái đúng không ạ? Dạ, con của cô là năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? 41 tuổi rồi. 41 tuổi rồi. Rồi chị thì có làm gì không cô? Đi làm mướn ăn rồi không à con? Đi làm ai mướn. Mướn gì làm nấy. Dạ. Rồi những lúc rảnh rỗi cái đi bắt ốc và bán. Nhà thu nhập thì có ổn định không cô? Không, con khi nào nó đủ nó sống thôi à. Dạ. Đủ nó xài này kia như ăn uống đặt giặt rồi. Dạ. Có thì không. Ngoài cái người con đang ở cùng cô thì cô còn bao nhiêu người con nữa? Còn 2 người nữa. Còn 2 người nữa. Còn có ai ở gần đây không cô? Không. Ở thành phố không à. Ở thành phố. Thằng trai thì nó đi làm mướn ở trên, vợ chồng con cái đi hết. Dạ. Đi bán chỗ đó rồi nó đi. Còn con đứa thì nó có chồng về trển. Dạ. Cũng đủ sống. Nhưng tới đấy cô bệnh hoạn rồi không có tiền nữa. Rồi dạ. Cũng nhín nhút ra nó cho đặng mà cô đi tái khám rồi này kia. Dạ. Trong người của cô Tám là bị bệnh sao hả cô Tám? Cô bị suy tim. Dạ. Rồi thiếu máu tim, rồi hở quanh tim. Dạ. Suy thận mãn tính, rồi dạ dày trào ngược nữa con. Không biết tăng là tăng huyết áp vô căng nữa. Dạ, mình có đi khám ở đâu không cô? Có, ở tim mạch. Dạ, cô có thể cho con mượn cái giấy bệnh xem được không ạ? Dạ, con cảm ơn. Cô Tám năm nay là bao nhiêu tuổi cô Tám? Cô năm nay 71 con. 71 tuổi rồi. 151. Dạ, bây giờ bệnh nhiều như vậy là cô Tám đâu có làm gì được nữa đúng không? Không con. Dạ. Trước đó thì cô Tám có làm gì không?
lúc mà còn trẻ còn khỏe hả? Ờ, lúc cô còn khỏe thì cô cũng đi làm với cô may đồ được đó con. Dạ. May kiếm sống rồi. Với có ông chồng thì nương tựa, giờ ông mất rồi. Rồi dạ. Giờ cô ra đây cô ở riêng con mình nên. Dạ. Cô mới vừa nhập viện xong hả? Ở đây con thấy có một cái giấy hẹn tới, cái tới khám lại nè. Dạ, đây. Cái bệnh lý kèm theo của cô này các cô chú là bệnh lý tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, hở van tim hai lá, suy thận mạng giai đoạn 3. Bệnh trào ngược dạ dày thực quản, cơn đau thắt ngực ổn định không kiểm soát. Dạ, quá trời là bệnh luôn. Thông thường mỗi một tháng mà cô đi khám ở bệnh viện đó thì có tốn nhiều tiền không cô? Có, lúc này thì có test rồi đó con. Dạ. Rồi thành ra tốn bận đi bận về cũng 500-600 ngàn. 500-600 ngàn. Ừ, rồi khi giờ cho thuốc 2 tháng á. Dạ. Thì mình đóng tiền thêm. Dạ, vậy là phải đóng thêm tiền để mà lấy thuốc uống hồng chút xíu. Có khi 100 mấy, có khi 70-80, có khi 150. Dạ. Rồi tiền xe, rồi tiền test này, này kia nữa con. Dạ. Rồi một mặt cô mua thuốc ngoài nữa, như là thuốc tiêu rồi đó. Nó mệt. Con thấy cô ở nhà chỉ vòng vòng ở nhà thôi hả? Vòng vòng nhà không có đi đâu chứ. Dạ. Có kẹt lắm, có cần gì đi mua thuốc thì đi chợ. Thì bình thường ở đây là khi mà chị đi làm thì ở nhà cô có đi chợ rồi mua cá nấu cơm được không? Không? Được, cô nấu được nhưng mà có xe đẩy ngang đây nè. Dạ, vậy là xe đẩy người ta đẩy bán ngang đây. Rồi bán người ta đem vô cho cô rồi chứ không có cô không có đi ra. Dạ. Người ta thấy già cả đi xuống này rồi đi lên cái đó nữa nó mệt. Dạ, cái đường nhà cô cũng khó đi nữa. Thì mình ở đầu người ta mình đâu dám làm gì con. Dạ. Cũng khó khăn cho mình quá chừng luôn. Dạ. Rồi nhà của mình thì nó bị chống với cái dách này nè. Ừ, những cái tháng mà mua đó thì nó có dột nhiều không cô? Có con, dột nhiều. Dạ, con thấy nó bị lủng lỗ như là nó dột dách quá chừng luôn. Rồi mỗi lần mà dột vậy đó là buổi tối có ngủ được không cô? Được, mấy chỗ nhờ mấy cái chỗ này thì nó đỡ một chút, nó dạ. Không có dột. Vậy là mình có lựa mấy cái gốc khúc ha. Dạ, cũng có dột hết rồi. Hôm đó thằng con về nó cho mua được mấy tấm to nó đắp chồng lên thằng. Dạ. Cho đừng dột. Lớn tuổi rồi mà mang trong người nhiều căn bệnh như vậy rồi cộng thêm á là mình cũng không có một cái chỗ mà khang trang để mà mình nương tựa nữa. Dạ, thì con cũng rất là thương cho hoàn cảnh của cô luôn. Hôm nay thì con ghé thăm cô cũng có một cái phần quà là con xin phép gửi tặng cho cô nha. Dạ, của Mạnh Thường Quân đó là cô Huệ, Tiffany và Melinda. Thì con xin phép gửi tặng đến cho cô số tiền là 1 triệu đồng để mà chăm lo cho cuộc sống cô của rất cô. Cảm động cô không biết lấy gì để đền ơn đất nghĩa. Cô cứ cảm ơn các con rất nhiều. Dạ. Cô đối với 1 triệu bạc thì cô hiệp tình lớn lao đối với cô dữ lắm. Dạ. Dạ. Cô cũng thành thật cảm ơn con chuyển lời với Mạnh Thường Quân. Dạ. Cô rất cảm ơn. Dạ. Cảm ơn các chú, các cô rồi với các con rồi nha. Dạ. Tình cô xúc động thiệt. Dạ, không có gì đâu cô, chỉ cần cô cố gắng khỏe mạnh là được rồi nha. Dạ. Hy vọng là sẽ có thêm nhiều cơ hội nữa để mà con ghé thăm lại cô nha. Dạ. Dạ, con chào cô. Dạ. Hoàn cảnh gia đình cuối cùng mà ngày hôm nay con thay mặt cho Mạnh Thường Quân là cô Huệ, Tiffany và Melinda ghé thăm là hoàn cảnh gia đình của cô Ba Đeo. Để hiểu rõ thêm cho hoàn cảnh gia đình của cô thì xin mời các cô chú, anh chị và các bạn cùng con vào trong nhà nha. Dạ. Dạ, con chào cô. Dạ. Dạ, con chào chú. Dạ. Chúng bị bệnh sao hết cô? Bệnh ung thư, ung thư bao tử. À, đi xuống bác sĩ hồi năm rồi đến cái ở có 1 tháng 1 à. Cái bắt đầu người ta xuống người ta trong nhà thương người ta cho tiền. Cái bắt đầu chị hết tiền rồi cái chị không có chị. Nói bác sĩ đi về trong 1 năm nay, 2 năm 1 tháng rồi đó. Dạ. Cái về cái chị kiếm thuốc cho ổng uống. Uống cái thời gian chừng cỡ 5 tháng nay là ổng bỏ thuốc luôn. Bỏ không uống vô nói ra. Dạ. Không uống luôn, rồi bắt đầu cái chị hết biết đường rồi. Cái người ta thấy gì người ta nói thôi giờ để nằm chịu chứ bây giờ người ta nói không có tiền đi nhà thương mà đâu có đi được. Dạ. Không bao giờ có khả năng nào đi người ta cho ăn không. Vậy là lúc mà phát bệnh lên thì cách đây cũng 2 năm rồi. Hai chỉ năm nằm rồi. Ở bệnh viện điều trị được 1 tháng thôi. Ừ, 1 tháng thôi. Rồi cô đưa chú về nhà thì chủ yếu cũng chạy chữa bằng thuốc nam, thuốc bắc thôi. Chứ không có đi tái không khám ở bệnh viện được nữa. Không có chạy đi đâu nổi hết trơn. Dạ. Vì mình nghèo mà.
Rồi với căn bệnh của chú hiện tại thì chú có ăn uống được không cô? Ăn bữa có cái muỗng múc canh có 2 muỗng à. 2 muỗng nhiều khi không hết, rồi sáng nó bắt đầu ăn cơm sáng là ông đòi ăn cháo, cái đút chừng 2 muỗng cháo, không có ăn gì cho anh chỉ uống nước không à. Dạ. Uống nước gì đó. Dạ. Là chỉ có một cái căn bệnh đó là ung thư bao tử thôi. Ừ, ung thư bao tử. Dạ. Bình thường thì căn bệnh nó có hành chú nhiều không cô? Hồi lúc trước á thì không có hành, mà cỡ 5 tháng trở lại đây ha, bằng đêm rồi ổng kêu ổng ghéo rồi ổng dữ dằn, ổng bệnh ổng đau á. Ổng nói ổng kêu bà ơi bà ơi kêu hoài vậy, rồi ổng khóc nữa. Dạ. Mình thấy vậy mình thấy cảm động á, tôi nói ông ơi tôi có một điều này nè cô, ông gán niệm Phật ông ơi, chứ bây giờ nhờ Phật độ, bây giờ tôi ông kêu tôi cũng không biết làm sao. Dạ. Chắc là chú đau lắm, tại vì không có uống nước được, rồi phải nằm ở nhà chịu chặn luôn. Chịu chặn luôn cưng ơi. Dạ. Nhà của mình thì con thấy cũng mới, nên là mình mới vừa xây cất lại hay sao cô? Một cái thằng bên Mỹ Hậu nó qua, nó thấy cái nhà chị siêu trên. Ở trong nhà gì nè, con ghế đồ ở trong nhà lúc đó bắt đầu siêu trên, cái ngày sập là nó chạy qua nhà đứa em bên đây đặng mà nhờ nó, rồi cái người ta mới giúp đỡ. Ta nên người này cho mới, người kia cho mới đó cưng. Rồi nó như bệnh, nó đem gạch, đem đồ qua. Nó hôn gì ở cái nhà này có ngày sạch chết. Rồi hôn cưng giúp cho gì những cái đi nha cưng. Dì cũng không biết làm sao nói. Hôn giúp cho gì, dì mang ơn người sớm người ta cho người mới gì đó cưng. Rồi sợ làm vô cái nhà này chứ mỗi lần cưng thấy nha. Không phải nói, không có tưởng tượng xôn cái là ngã đó, nhưng mà cũng phải gán ở. Dạ. Gán gì đó. Rồi cô thì bây giờ là chỉ ở nhà chăm sóc sức khỏe của chú thôi hả? Mà cô bây giờ đi ăn con mắt mờ không thấy, không thấy cưng. Con thấy một mắt bên đây của cô là nó bị không, sao không vậy thấy cô? Mà bị trong khi mà 3 năm trở về trước đi ăn không có tiền, rồi cái đi bán số đó cưng. Về nuôi ông này ông bệnh rồi giờ gì không có đi được, rồi bắt đầu á lo cho ông này hết nổi rồi giờ cái bây giờ về nghỉ cái người ta cũng cho ăn, rồi con mắt này nè vì đau phổi đó. Bắt đầu vì uống thuốc phổi 6 tháng đầu giờ trở lại, có bữa chị nấu cơm chín, rồi có bữa nấu cơm sống cho ông ăn nữa. Vậy là mình không có thấy đường á cô? Mờ ừ. Còn ổng hồi đó là cũng như ổng bị con mắt ổng đi màng mướn người ta đó cưng, hồi lúc đó đấy em. Không có bệnh ổng đi màng mướn cái mắt nó bắt đầu cái lúa nó văng vô, ông đi màng lúa xúc lúa với người ta đó cưng. Văng vô cái giờ ổng còn không con. Còn gì giờ em thấy cưng không kỹ luôn đó, nói thiệt luôn, cái nào mình nói thiệt. Bây giờ về gì chịu chặn luôn, người ta nói là hôm nay ta đem cho tiền người cho gạo đồ ăn nha, cái đó là từ hôm là trong gần 2 năm nay rồi chị đức cưng không có ăn được cái gì hết, ta cho ăn cô không. Chú thì ở nhà mình có con cái gì không? Có ba đứa con, ba đứa mà nó về Phú Quốc, nó ở bên Phú Quốc, hai đứa có chồng Phú Quốc, còn thằng trai nó năm nay 33 tuổi rồi mà nó không có vợ, nó đi mằng. Rồi cỡ năm nay nó không có điện cho gì hết trơn á. Không, mình không có tin tức về người không con. Không có tin tức người con luôn. Rồi bây giờ gì biết sao giờ. Dạ. Giờ rồi hết biết đường cưng ơi. Còn rồi. Hai người con gái kia thì có hay về thăm kia. Cô không? Thời ít lắm cưng ơi. Không có, nó nghèo dữ lắm. Không có tiền. Thành thử nó không có điện mà không gì trơn. Rồi nhà gì với chú này á. Nó nằm ngay. Tối rồi đầu kêu. Nói ba tiếng Phật niệm mà. Thì ông niệm mà cái tiếng sao không kêu. Cái lưỡi ông muốn thục rồi. Dạ. Bình thường là chú có nói chuyện được không cô hay bình là chỉ vậy thôi? Không có đâu, năm 6 tháng nay là cưng cho ăn cái gì thì ăn, không cho thôi nằm gẹo gì đó. Còn thêm đi hai cái giò gì nè, dì dắt đi vô chẩm ha, tắm nha, hai cái giò hỏng thì gì không, hỏng không, không có đi được. Rồi cái gì mất cái ghế này gì đó, cái tay gì nè, bây giờ đâu té rồi nè, té hết trơn cái này bấm chứ. Để cái ghế này vô chẩm tắm cho ẩm cưng. Vậy là phải được, phải kéo cái ghế từ ở ngoài vô chứ chú không có tự đi được vô, đâu có đi được. Cái hai cái giò mới cái đây nè, nó hỏng hai cái giò lên cao gì nè, ông nói thôi tôi đi không được bà ơi. Ở đây đem đồ ra rồi múc thao nước rồi tắm gội đầu rồi để cái đầu ông nghiêng xuống. Bây giờ cưng cho ông ăn ha, ông kêu ông thì ông ăn, không kêu thì thôi, tối ngày không có nấu. Còn có nhiều khi ông nằm luôn 3 ngày cưng. Ông không ăn uống gì chân, cái ông tỉnh lại ông nói tôi đói bụng quá. Đói thì ăn có 2 muỗng cơm thôi, không mới ăn cháo. Cái dạ dày của chú thì bây giờ nó cũng không có hoạt động được nữa, cho nên là nó không thể nào hấp thụ được những cái chất dinh dưỡng mà đưa vô được. Không có gì trên, bởi vì cũng nhờ
chị em đều giúp đỡ cho chị, chứ chị hết đường binh, không có đường nào mà binh hết chứ. Thì trước đó thì là cô đi bán vé số là bán ở đâu cô hả? Bán ở Long Xuyên thôi mà cưng bán đi cái bắt đầu ha, bán trăm ngoài vé số gì à, nuôi ẩm rồi ăn uống cưng ơi, cá mắm đồ này kia. Dạ. Rồi thuốc men thì gì làm không nổi, có nhiều khi người ta lại người ta nói trời ơi có tiền chở ông đi, có nhiều người ta nói bả sao làm gì có tiền mà chở đi, nếu chở đi xuống dưới thì phải vô nhập viện phải tiền không cưng. Dạ. Rồi chị để chịu chặn vậy luôn, để chịu chặn gần 2 năm rồi. Dạ, con thấy hoàn cảnh gia đình mình thì con cũng thương rất là nhiều luôn. Khi mà chú thì lại mang căn bệnh quá là hiểm nghèo, nhưng mà phải ở nhà, không có tiền để mà đi bệnh viện hay là mua thuốc hay gì uống hết. Cho nên là rất là thương cho gia đình của cô chú. Ngày hôm nay thì con ghé thăm cô chú cũng có một cái phần quà của một vị mạnh thường quân, đó là cô ngoại Tiffany và Melinda, thì gửi tặng đến cho cô chú nha, để giúp đỡ cô chú vượt qua những cái khó khăn của hiện tại. Cô cũng mua một cái gì đó ngon ngon để mà về bồi bổ sức khỏe của cô chú nha. Dạ, đây là cái số tiền 1 triệu đồng của mạnh thường quân gửi tặng đến cho cô chú nha. Cảm ơn cô, trời ơi cô giúp tôi nha. Bằng cái này nói thiệt cô, tôi không biết chừng nào, nói thiệt mừng dữ lắm. Dạ, không có gì đâu cô. Tôi muốn khóc nhân ngồi tôi đòi nha, nói thiệt với mấy cô nói dữ này. Tôi đòi tự giận không rồi, tôi nói ông ơi, tôi tự giận quá. Nhiều khi tôi đi xuống cầu quay, tôi nói, con ơi, mẹ chứ mẹ tự giận, mẹ trôi tới đâu cũng trôi con ơi. Cô tặng cho tôi về, tôi mang ơn lắm cô ơi. Tôi về, tôi mang ơn cô lắm. Cô đừng có xúc động quá nha. Dạ, không có sao đâu cô. Cô cố gắng là mình suy nghĩ lạc quan lên nha. Mình phải có một cái sức khỏe, một cái tâm thái thật là tốt thì mình mới có thể chăm sóc được cho sức khỏe của chú. Con hy vọng là con sẽ có cơ hội quay lại để thăm cô chú nhiều lần hơn nữa nha. Mấy ngày mà chị nói này em có nói thiệt em, ông mà có qua đời chị dám uống có đồng nào nhật thơm chợt mà thì con đầu tự nhận hoài, ông nói thôi bà ơi bà gắng nuôi tôi đi, tôi sống rồi nào nhưng mà đỡ rồi nãy tôi lo cho ông, nó nói thiệt chứ cô đi em biết rồi tôi còn sinh với nhà không mà tôi không có nghĩ gì cho tôi nói ông gắng niệm Phật ông ơi, tôi với ông trừ là có Phật độ thôi chứ ngoài không có gì. Tôi đòi nó nói chuyện với cô, tôi đòi tự nhận hoài mà ở sớm tôi nói bà ơi nghèo từ từ để người ta thấy làm cho ăn chứ không có gì đâu. Dạ, cô cố gắng lên nha cô đừng có nghĩ quẩn nha. Cô ơi, sao này cô vẫn giúp tôi nữa, cô tôi mang ơn cô nhiều. Dạ, con hy vọng là sẽ có nhiều cô duyên hơn để con ghé thăm gia đình của cô chú. Cô đừng có xúc động nữa nha, chú sẽ khóc theo cô, sẽ mệt thêm đó. Dạ, cô cố gắng lên nha cô. Dạ. Chú ơi, chú ráng giữ sức khỏe nha. Dạ, chào cô chú ạ. Dạ.